Sáng ngày 10 tháng 3, tại hội trường Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội đồng hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân giáp thìn 2024. Dự gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông tin khái quát về kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh của tỉnh năm 2023 hưng yên được đánh giá có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất khu vực phía bắc có nhiều chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các hội viên trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục có những cống hiến có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí để cổ vũ quảng bá động viên đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp